Dương ơi, Dương. Có gì không anh? Qua xem giùm anh ạc này cái. Ạc gì anh? Anh mới nhập đây này, không biết có giá nhiêu ta. Ạc này á, sao lại có xếp căng rớt vậy? Giống ạc keo đa vậy. Ạc này không phải ạc keo đa, ạc này anh mới nhập xe 7, ạc keo đa xe V2. Ạc ngon vậy anh. Ạc Ạc ngon này em mà. nghĩ chắc 4 triệu đấy. Hả? Có da đáp này, thỏ này, dắp điện tầm 3 đủ rồi này. Nhân 2 bun ma này, giá lên tới cấp 3 này. Bông tai đồ đầy đủ hết á. Đệ 48 tỷ là gần 50 tỷ gần mặt được găng hủy diệt này. Đệ 48 Ui, tỷ rồi. lick ngon vậy. Ạc này mát ngon luôn á. Ngon hơn cả lick của em rồi. Hay anh cho em đi. Hả? Anh cho em lick này đi. Ạc ngon hơn ạc em chắc luôn chứ. Con đệ này sắp 50 tỷ găng hủy diệt Sao rồi. em tham vậy, bữa mới tặng em ạc keo đa này mà. Thì đây nhá mọi người, thì cái ạc này là cái ạc mình mới nhập xong là S7 Dagger nhá. Thì ạc này nói chung là cũng tầm xét 4 sao 5 sao nhá mọi người. Đấy, áo quần đồ giày nói chung là full xét Kakarot luôn. Có một cái món lẻ Kakarot nữa đó là ở dưới đây là cái món này 1500 HP. Thì mọi người có thể xem đây này. Có dáng được từ cấp 3 này, hai cái Bulma này. Đấy, rồi full set Kakarot này, có giày 5 sao này, găng 5 sao này, áo với lại quần là 4 sao, với lại cái radar là 3 sao, có mỗi cái radar 3 sao thôi, còn lại 4 sao 5 sao. Lịch Ngon nhỉ, tính ngon. ra này ngon nhỉ. Ngon, Ngon đầy đủ hơn rồi. keo đa không? Ngon hơn keo đa. Có da đáp này, đỡ phải úp này. Đệ sắp 50 tỷ rồi, chỉ cần úp 1-2 tuần là lên 50 tỷ. Có Tính xếp ra cái ngon á, cái đệ bao nhiêu rồi, xem đệ bao nhiêu sức mạnh này, có siêu con luôn kìa. con AD20 này úp Ngon đấy nhỉ, cái ngon. ngon đấy. Xem ai đệ nhiêu nhiêu sức mạnh rồi. Đệ 48 tỷ. Ui, đệ 48 tỷ đấy nhá mọi người. Có cả đồ thần luôn Đây. này, khách mua rồi nó bán luôn đồ thần cho mình. Thì nói chung là cái ạc này mình nhập cùng cái giá khá cao rồi. Theo ông Dương nghĩ, thì cái ạc này sẽ có giá bao nhiêu? Tầm 4 triệu anh, 4 triệu ATM hoặc thẻ sơ rẻ ấy. 4 triệu ATM à? Mình nghĩ thì cái ạc này có giá tầm 3 triệu 5, 4 triệu ATM mọi người. Nói chung cái ạc khá là ngon. Nè, anh nói mày nha, thỏ xe 7 hơi bị khó mua đấy. Xe 7 không có thỏ, mua giờ không mua được. Một năm mua được có một lần. Mà thỏ xe 7 hả? 4K ngọc, 3K 5 ngọc. 3K5, 3K5. 3K7K giờ không mua được, giờ thằng Nhân nó muốn mua không được. Mạc này xe 7 nữa á. Sao thích cạc này không? Cũng thích nhưng mà 48 tỷ đệ này sướng lắm. Sao thích cạc này không? Thích. Thích thì anh tặng mày luôn. Anh tặng á? Hả? Xe Kakarot mà, xe kích hoạt là thích rồi. Hả? Thích không? Thích. Biên về chỗ mau, biên về chỗ, Tặng bữa đi. tặng cho kéo đa để mẹ còn tham mọi người ạ. Má đúng cái thằng gì đâu. Tham lam kinh khủng khiếp luôn, không thể hiểu được nữa. À, cái thằng bữa tặng cho keo đa này giờ thấy xét cà rốt không không hóng lên. Má đúng là ạc này thì ai chơi chẳng ghiền mọi người, mình mới nhập về con hàng rất là ngon luôn. Đệ 48 tỷ, có 4 món thần linh, thiếu cái găng thần linh nữa thôi là đủ set. Đệ thì K17 tái tạo năng lượng. Bên sư phụ thì có xét cà rốt 4 sao 5 sao, có mỗi radar 3 sao thôi, giá luôn từ cấp 3, rồi có Ford 3 này, ra đát đầy đủ hết mọi người ạ. Ạc rất là ngon, kỹ năng thì nói chung là phút này nọ, và mình quyết định rồi sẽ tặng ạc này cho ông Nhân. Nói chung là cũng kỷ niệm mà hơn 4 tháng nữa lên đây, tặng ạc này cho Nhân luôn. Nhân, em thích ạc này không? Hả? Nãy giờ nghe giới thiệu chưa? Nghe. Hả? Nghe. Xe ca rồi đó, em đang chơi xe mấy? Xe 7, hello. Hả? Nick nào? Hello xe 7. Đang cày. Ủa, đang update luôn hả? Đang up nè. Bật hành trang lên coi. Hello xe 7 này mọi người, thằng Nhân nó đang up hello xe 7 nhá. Đấy thì nói chung là Nhân nó cũng khá tâm huyết với là xe 7 nên quyết định là mình sẽ tặng con ạc cái rốt này set 4 sao 5 sao này cho ông Nhân luôn mọi người ạ. Rất là ngon, đỡ phải cày, đệ 48 tỷ luôn. Ngon không? Ngon. Hả? Ngon. Sao qua ngồi thưởng thức xem. Má Nhân kìa, gãi cả đít cả mông lên. Vãi luôn. Hả? Đít phê vãi luôn. Ngon ha, ạc ngon ha. Hả? Xe cao gót 5 sao 4 5 sao luôn. Trời đã à. Ạc này chơi ngon à nha. Dương ơi, tao có nick rồi nè. Luôn. Đấy, hai đứa rủ nó solo đi, đứa xe 7, đứa xe V2. Mà anh có chơi thằng đấy. Anh nói đùa mềm gì? Tặng mày. Bữa anh tặng Dương keo đa là cái ạc là mở màn của một siêu phẩm thôi, còn ạc này là siêu phẩm sẵn rồi, ngon nhá. Quá dữ. Phê. Hãy thỏa phương hết. Rồi, mình tặng ạc này cho ông Nhân thật nha mọi người. Thì nói chung là ạc này mình cũng mới tậu về, anh em tiếc gì đâu. Nói chung là mọi người nào mà thích xem clip cái ạc này thì lên kênh Nhân Sinh Trai. Sao, thưởng thức ạc, ạc Ê, ngon không? Quá vui. Hả? Phê vãi. Ạc nhìn em không? Quá im, trời ơi. Hả? Hai thỏ đồ mà ngon vậy chứ. Hả? Quá ngon anh ơi. Nhìn phê chứ, phê cần chứ. Phê, phê, đập chết mồ nó luôn. Ạc này PK với anh Dương nhá, anh Dương đéo có tuổi đâu, hứa luôn. Dương bố mình chấp.
Dương hồi nãy á, anh nói tặng nó, má nó cười như mẹ một thằng chó săn vậy. Thằng này tham vãi cứt. Tham à? Có ạc rồi với con đúng á. Đúng rồi. Tao thích tham. Ngon nè. Hết thì quá xe máy anh đạp mày. Nhân là nó đang chở hai, đó là một ạc, đó là Hello xe 7 cũng đang cày luôn. Bây giờ mình tặng thêm nó ạc này nữa là có hai ạc làm clip ngon rồi. Rồi thôi, nói chung là Dương bắt tay chúc mừng Nhân cái đi. Bắt tay chúc mừng chú Nhân đích. Ha. 50 tỷ nha, ngon nhá. Anh không nói chuyện như mấy thằng gà. Mày nhớ mà tao, tao đừng mới chết. Thì mỗi thằng, hai thằng hai xe bờ khác nhau thì có ảnh hưởng gì đâu mà tụi này cứ phải gã tô lẫn nhau. Mà thấy dạo này em chịu khó cày á, nên anh tặng con này luôn, là em chỉ cần cày tí nữa lên 50 tỷ thôi. Dạ. Nhân ghiền mọi người ạ, Nhân đang ghiền rồi. Đợt trước trôn bỏ bông tai, vậy xanh mặt, nay ghiền lại rồi nè. Ê, trả ca ngọc đi. Hả? Trả ca ngọc hả? Mày hả? Mày hả? Cái gì mà đòi ngọc ở đây? Không đòi nữa, có nít rồi, nghỉ đòi rồi. Hả? Bỏ con được, bỏ. Bỏ bỏ luôn ạc Nhân sinh trai được. Bỏ luôn. Thôi cho ta chơi gì, ta chơi chùm xe 12 rồi. Có nít mới rồi, bỏ luôn. Bỏ bông tai cũng được. Bỏ cái trang cũng được nữa. Có nick mới rồi ha. Nick này ngon hơn nick Nhân sinh trai, sẽ ca rốt 5 sao thì ngon. Học cái chó này đâu hết rồi. Ạc ấm rồi đấy. Quá ngon. Hả? Tài khoản mật khẩu có lưu trong sổ đấy nhá. Đó, ngon nhá mọi người. Thì tí nữa Nhân nó sẽ đổi mật khẩu ạc này luôn và nó sẽ chơi thành siêu phẩm của nó. Thì cái ạc này thì mình chỉ làm clip một lần thế thôi. Thì tặng nó rồi thì cho nó làm clip, nó muốn làm gì nó làm. Đó. Rồi, ngon chưa? Một thằng xe 7 có set ca rốt mà được cái là thằng Dương ăn tặng trước á, nó tưởng nó mừng. Ai ngờ em tặng sau tính ra kèo thơm hơn. Vãi cả lìn. Vãi cả lìn bàn phím cơ của tôi. Cái gì kìa? Đi cái gì kìa? Bánh thằng này chơi dành Tết chơi mà. Trời không đi tem đắm 500k rồi. Vãi cả lìn. Bao nhiêu một triệu à? Dương. Đã vừa tặng liệt mẹ cái bàn phím rồi. Vẫn vừa thôi, hỏng bàn phím. Hỏng bàn phím giờ. Mua luôn, mua bàn phím mới. Hả? Trừ tháng lương. Bàn phím mới nửa tháng lương nha. Trời ơi, chuột kìa, chuột bàn phím kìa. Nghe cọc 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 hư hết, về máy. Tặng ạc thôi chứ không có tặng bàn phím, về máy nhanh. Có ạc rồi, đéo cần. Đéo cần, lỡ nói tặng rồi tặng luôn á. Chứ không mà tao mà chưa nói tặng hả, tẩy chay mày luôn. Thằng đúng là tự mở máy lên mà chơi, ok chưa? Thì hôm nay mình tặng thằng Nhân con ạc này nha mọi người. Con ạc S7 Danger này. Thì nói chung là lại một ạc nữa set carrot về đội. Tuy nhiên thì lần giờ là mình tặng thằng Nhân. Rất là ngon, ạc rất là ngon. Full tờ đầu cuối luôn, set carrot nha mọi người. Rất là tuyệt vời. Thì hy vọng mọi người sẽ ủng hộ những sản phẩm tiếp theo của anh em chúng tôi tạo ra. Và đừng quên rằng người nào cần mua vàng, mua ngọc 7 server thì hãy liên hệ với Facebook bên dưới. Vàng mình bán từ K6 tới 2K. Thí dụ như mà ở server 3, server 4, server 5 Sao 7 thì mình bán x2k. Đấy cứ tầm 500k thì 1 tỷ vàng rồi. Quá là ngon luôn mọi người. Hả? Ôi, nay thì mình chỉ làm clip là tặng Nhân con siêu phẩm vậy thôi. Cho nó gọi là mượt mà xe 7 luôn. Nó cũng đang cày Hello xe 7 rồi. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mọi người đừng có quên là nếu mua thì hãy lên shop 3 còi ốc thiên 7 uy tín hàng đầu nhập ạc 7 server. Và đừng quên lên shop 3 còi thiên 7.com để mua ạc nhá. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay mình chỉ tặng Nhân rồi thôi. Cảm xúc của Nhân thế nào, nói vài câu coi. Quá vui. Quá vui, quá đã, quá phê. Hết rồi. Hết rồi hả? Hết rồi. Hết chưa, để tắt clip? Tắt đi anh.